Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu tới anh chị sản phẩm nồi cơm điện đến từ thương hiệu Sharp với mã sản phẩm là KS18TJV. Bây giờ thì em sẽ quay cận cảnh chiếc nồi cơm cho anh chị cùng xem nhé. Khi mở sản phẩm anh chị có thể thấy là xốp hai bên chống sự va đập khi di chuyển, được phủ một lớp túi bóng chống chảy xước. Bên phía dưới để chống sự va đập. Nồi cơm sẽ là nắp phím cơ, dễ dàng thao tác sử dụng. Nó thân nồi thì sẽ được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện. Cốc đong nước rời. Sẽ đi kèm là phiếu bảo hành và dây điện rời. Thì sách hướng dẫn sử dụng. Một vỉ hấp. Nòng nồi thì sẽ được bọc một lớp túi bóng để chống chảy xước. Cốc đong. Lồi thì sẽ được làm bằng hợp kim nhôm phủ chống dính. Để đặt mua sản phẩm, anh chị vui lòng ấn vào nút mua trên web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 178586. Trân trọng cảm ơn.